Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 5 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục đi chữa quyển đề kiểm tra tiếng Việt lớp 5 học kỳ 1 của cuốn sách Cánh Diều. Trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa đề kiểm tra giữa kỳ số 2. Phần đầu tiên sẽ là phần kiểm tra đọc. Trong phần kiểm tra đọc sẽ gồm có hai phần chính. Phần thứ nhất là phần đọc thành tiếng, phần thứ hai là phần đọc hiểu. Trong phần đọc thành tiếng này thì các em sẽ đọc bài đọc Khi bé Hoa ra đời ở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5 tập 1 của cuốn sách Cánh Diều trang 12. Sau đó các em đi trả lời câu hỏi: hình ảnh nào trong lời ru của mẹ đưa bé Hoa vào giấc ngủ bình yên? Và với câu hỏi này thì cô sẽ có câu trả lời gợi ý như sau. Hình ảnh trong lời ru của mẹ đưa bé Hoa vào giấc ngủ bình yên là hình ảnh con cò, bướm trắng, bướm vàng, trái hồng, trái cam, búp bê, ông trăng và mây. Đây chính là những hình ảnh trong lời ru của mẹ đã đưa bé Hoa vào giấc ngủ bình yên. Vậy để hoàn thành được phần đọc thành tiếng này thì các em hãy nhớ dựa vào nội dung trong bài thơ Khi bé Hoa ra đời và dựa vào câu hỏi, câu trả lời gợi ý của cô để các em hoàn thành câu hỏi trong phần đọc thành tiếng này. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 là phần đọc hiểu. Trong phần đọc hiểu này thì các em sẽ lắng nghe cô đọc bài thơ Bé Con của Mẹ. Sau đó chúng ta sẽ dựa vào nội dung của bài thơ để đi trả lời cho các câu hỏi ở phía dưới. Bài thơ Bé Con của Mẹ. Chíp con ở tổ là bé nhất nhà, ba mẹ thương nha, xây riêng phòng nhỏ, chiếc chăn màu đỏ, chiếc giỏ màu cam, giường lót lá lam, đông sang ấm áp, góc bàn học tập, chíp thích nhất phòng, luyện nói mấy vòng, rồi sang tập hát, chíp cha dạy nhạc, chíp mẹ dạy bay, tíu tít bao ngày, nâng niu chăm sóc. Bài thơ của tác giả Thư Linh. Sau khi các em đã lắng nghe cô đọc xong bài thơ Bé Con của Mẹ rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chữa các câu hỏi ở phía dưới. Câu 1. Căn phòng ba mẹ làm cho chíp như thế nào? A. Phòng to, chăn đỏ, giỏ cam, giường lá lam. B. Căn phòng màu đỏ, giỏ cam, giường lót lá lam. C. Phòng nhỏ, chăn hồng, giỏ vàng, giường lót lá. D. Phòng nhỏ, chăn đỏ, giỏ cam, giường lót lá lam. Để trả lời được câu hỏi số 1 thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc to 8 câu thơ đầu tiên để tìm ra câu trả lời. Chíp con ở tổ là bé nhất nhà, ba mẹ thương nha, xây riêng phòng nhỏ. Vậy đầu tiên, căn phòng mà ba mẹ làm cho chíp là một căn phòng nhỏ. Đầu tiên, căn phòng mà ba mẹ làm cho chíp là một căn phòng nhỏ. Chiếc chăn màu đỏ, tiếp theo là có một chiếc chăn màu đỏ. Chiếc giỏ màu cam, căn phòng của chíp có một chiếc giỏ màu cam. Giường lót lá lam, giường của chíp thì được lót lá lam. Như vậy thì căn phòng mà ba mẹ làm cho chíp là một căn phòng nhỏ, có chiếc chăn màu đỏ, có cái giỏ màu cam và giường của chíp thì được lót bằng lá lam. Như vậy thì câu trả lời đúng cho câu hỏi số 1 ở đây chính là đáp án D. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án D. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 2. Cha mẹ chíp đã dạy chíp điều gì? A. Cha mẹ đã dạy chíp tập hát và tập múa. B. Cha mẹ đã dạy chíp tập nhạc và tập bay. C. Cha mẹ đã dạy chíp tập nói, tập bay và tập múa. D. Cha mẹ đã dạy chíp tập nhạc, tập múa và tập xây phòng riêng. Để trả lời được câu hỏi số 2 thì chúng ta sẽ tiếp tục đọc bài thơ để tìm ra câu trả lời. Góc bàn học tập, chíp thích nhất phòng, luyện nói mấy vòng, rồi sang tập hát, chíp cha dạy nhạc, chíp mẹ dạy bay. Vậy cha mẹ chíp đã dạy chíp tập nhạc và tập bay. Cha thì dạy chíp tập nhạc, còn mẹ thì dạy chíp tập bay. Vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 2 ở đây là đáp án B. Cha mẹ đã dạy chíp tập nhạc và tập bay. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án B. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 3. Em cảm nhận được tình cảm bố mẹ dành cho chíp như thế nào? A. Yêu thương và nuông chiều chíp. B. Bảo ban dạy dỗ chíp trở thành người có ích. C. Bao bọc chíp, không để chíp phải làm bất cứ việc gì. D. Yêu thương quan tâm chíp và dạy bảo chíp từng ly từng tí. Như vậy qua bài thơ thì các em cảm nhận được tình cảm của bố mẹ dành cho bạn Chip như thế nào. Bố mẹ thì rất là yêu thương, quan tâm bạn Chip và luôn dạy bảo bạn Chip từng ly từng tí một. Vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 3 đây là đáp án D. Tình cảm mà bố mẹ dành cho Chip đó là bố mẹ rất là yêu thương, quan tâm Chip và dạy bảo Chip từng ly từng tí. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án D. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 4. Em hãy gạch chân dưới cặp từ đồng nghĩa có trong các câu tục ngữ thành ngữ sau. Câu A, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Vậy ở đây thì cô sẽ có, trong câu A thì cô sẽ có các cặp từ đồng nghĩa. Cặp từ đồng nghĩa đầu tiên. Cô có cặp từ đồng nghĩa đầu tiên là hiền lành. Cô có cặp từ đồng nghĩa số 2 là ác và dữ. Như vậy ở trong câu A thì chúng ta sẽ có hai cặp từ đồng nghĩa. Chúng ta sẽ gạch chân dưới cặp từ đồng nghĩa đầu tiên là hiền và lành. Và chúng ta gạch chân dưới cặp từ đồng nghĩa thứ hai là ác và dữ. Tiếp theo câu B, ăn chắc mặc bền, chúng ta sẽ có cặp từ đồng nghĩa là chắc và bền. Vậy ở câu B thì cô sẽ có một cặp từ đồng nghĩa đó là chắc và bền. Tiếp theo câu C, non xanh nước biếc. Vậy ở đây thì cô sẽ có từ đồng nghĩa là từ xanh. Từ xanh sẽ đồng nghĩa với từ biếc. Vậy chúng ta sẽ có cặp từ đồng nghĩa ở câu C là xanh và biếc. Tiếp theo ở câu D cô có câu thuận buồm xuôi gió. Vậy thì cô sẽ có cặp từ đồng nghĩa là thuận và xuôi. Vậy ở câu D chúng ta sẽ có một cặp từ đồng nghĩa là thuận và xuôi. Như vậy ở câu 4 thì chúng ta đã tìm được các cặp từ đồng nghĩa như sau. Cặp từ đồng nghĩa đầu tiên là hiền và lành. Cặp từ đồng nghĩa số 2 là ác, dữ. Cặp từ đồng nghĩa số 3 là chắc, bền. Cặp từ đồng nghĩa số 4 là xanh, biếc. Cặp từ đồng nghĩa số 5 là thuận, xuôi. Thì đây là 5 cặp từ đồng nghĩa chúng ta tìm được ở trong câu số 4. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 5. Tìm từ đồng nghĩa thay thế cho từ in đậm dưới đây rồi viết lại câu để nghĩa của câu không thay đổi. Cô có câu Bác Hồ mong thiếu nhi học tập tốt để mai sau kiến thiết nước nhà giàu mạnh. Ở đây thì cô có từ in đậm là từ kiến thiết. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ đi tìm một từ đồng nghĩa với từ kiến thiết để thay thế cho từ kiến thiết. Ở đây chúng ta sẽ cần phải hiểu được nghĩa của từ kiến thiết. Từ kiến thiết ở đây có nghĩa là xây dựng theo một quy mô lớn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm một cái từ mà đồng nghĩa với từ kiến thiết. Cô sẽ có từ đồng nghĩa với từ kiến thiết ở đây là từ xây dựng. Vậy chúng ta sẽ có từ đồng nghĩa với từ kiến thiết là từ xây dựng. Vậy thì chúng ta sẽ thay thế từ kiến thiết bằng từ xây dựng thì chúng ta sẽ được câu hoàn chỉnh là Bác Hồ mong thiếu nhi học tập tốt để mai sau xây dựng nước nhà giàu mạnh. Bác Hồ mong thiếu nhi học tập tốt. Bác Hồ mong thiếu nhi học tập tốt để mai sau xây dựng nước nhà giàu mạnh. Vậy ở đây thì chúng ta đã sử dụng từ xây dựng. Chúng ta đã sử dụng từ xây dựng để thay thế cho từ kiến thiết. Và từ xây dựng này là từ đồng nghĩa với từ kiến thiết. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 6. Em hãy đặt câu với từ nhà có nghĩa là chỗ ở riêng thường cùng với gia đình. Vậy nhiệm vụ trong câu 6 này là chúng ta sẽ phải đặt câu. Trong câu đấy phải có chứa từ nhà. Và từ nhà đó phải mang nghĩa là chỗ ở riêng thường cùng với gia đình. Thì cô sẽ có một câu như sau. Vì bị ốm nên Lan phải nghỉ học ở nhà. Vậy ở trong câu này thì cô đã sử dụng từ nhà. Và trong trường hợp này thì từ nhà sẽ có nghĩa là chỗ ở riêng và thường ở cùng với gia đình. Vì bạn Lan, vì Lan bị ốm nên Lan phải nghỉ học ở nhà, thì từ nhà này chắc chắn có nghĩa là chỗ ở riêng và ở thường cùng với gia đình của mình. Thì dựa vào câu văn này chúng ta sẽ tự đặt cho mình một câu có từ nhà, chứa từ nhà mang nghĩa là chỗ ở riêng thường cùng với gia đình của mình. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 7. Em hãy khoanh tròn vào tên riêng nước ngoài bị viết sai trong đoạn văn dưới đây và sửa lại cho đúng. Cô có đoạn văn sau. Mai rất thích đất nước Hàn Quốc. Mai mong ước một lần có cơ hội được đặt chân đến thủ đô của nước này, thủ đô Seoul, để tham quan hết những địa điểm nổi tiếng ở nơi đây. Bài đọc của tác giả Giang Anh. Nhiệm vụ của chúng ta là mình sẽ đi tìm những tên riêng nước ngoài bị viết sai trong đoạn văn sau. Ở trong câu văn đầu tiên chúng ta có câu Mai rất thích đất nước Hàn Quốc. Ở đây từ Hàn Quốc là bị viết sai chính tả. Hàn Quốc thì sẽ có cách viết giống như là cách viết hoa của tên riêng của Việt Nam. Vậy thì cách viết hoa tên riêng của Việt Nam tức là chúng ta sẽ viết hoa chữ cái đầu tiên của tất cả các tiếng. Thì ở đây tiếng Hàn thì được viết hoa, tuy nhiên thì tiếng Quốc chưa được viết hoa. Như vậy thì Hàn Quốc ở đây là tên riêng nước ngoài bị viết sai. Và đúng thì chúng ta sẽ phải sửa lại như sau. Chúng ta sẽ phải viết hoa chữ cái đầu tiên của tất cả các tiếng. Chúng ta sẽ phải viết hoa chữ cái đầu tiên của các tiếng tạo thành tên đó. Thì đây mới là tên riêng nước ngoài viết đúng. Tiếp theo, câu 2. Mai mong ước một lần có cơ hội được đặt chân đến thủ đô của nước này, thủ đô Seoul. Vậy thì ở đây chúng ta thấy từ Seoul thì sẽ là có 2 tiếng. Có 2 tiếng phiên, đây là tên được phiên âm. Thì khi mà tên được phiên âm có 2 tiếng thì chúng ta cần phải sử dụng dấu gạch nối. Và khi chúng ta sử dụng dấu gạch nối giữa các tiếng thì các em chỉ cần viết hoa chữ cái đầu tiên của tiếng đầu tiên tạo thành tên đó. Vậy thì ở đây tiếng Seoul, từ Seoul của chúng ta thì thiếu dấu gạch nối này. Và viết hoa tiếng Un thì sẽ bị viết hoa chữ U trong tiếng Un thì sẽ bị là sai. Thì chúng ta sẽ sửa lại như sau. Chúng ta sẽ thêm dấu gạch nối và không viết hoa chữ U trong tiếng Un. Thì đây mới là cách viết đúng của từ Seoul. Vậy thì chúng ta sẽ sửa lại như sau. Hàn Quốc thì chúng ta sẽ sửa viết hoa tiếng Quốc. Seoul thì chúng ta sẽ có gạch nối ở giữa và chúng ta viết hoa chữ U trong tiếng Un. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được 7 câu hỏi ở trong phần kiểm tra đọc rồi. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần kiểm tra viết. Trong phần kiểm tra viết này thì sẽ gồm có 2 phần chính. Phần đầu tiên sẽ là phần chính tả nghe viết. Các em sẽ lắng nghe cô đọc một đoạn trích trong bài thơ Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Sau đó các em sẽ viết lại đoạn trích này vào trong vở của mình. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Khi học xong bài học, Duy thấy rằng bạn nhỏ trong bài đã làm được rất nhiều việc nhỏ trong nhà để giúp đỡ gia đình. Ngoài ra, cô giáo cũng giảng cho cả lớp nghe lời dạy thiếu nhi của Bác Hồ mà Duy nhớ mãi, đó là câu tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Bài đọc của tác giả Quyền Quý. Với bài chính tả nghe viết thì các em sẽ trình bày ra vở bài tập hoặc là ra giấy kiểm tra của mình. Khi viết thì các em lưu ý là cần phải viết đúng chính tả, viết ngắn nót và viết thật là sạch sẽ. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 là phần tập làm văn. Cô có đề bài như sau. Em hãy viết bài văn tả người bạn thân của mình. Ở đây là chúng ta sẽ học viết bài văn. Vậy cấu tạo của một bài văn sẽ gồm có 3 phần là phần mở bài, phần thân bài và phần kết bài. Ở phần mở bài thì các em cần phải giới thiệu được người bạn thân mà em muốn tả. Các em sẽ giới thiệu là người bạn thân mà em muốn tả, bạn ấy tên là gì. Tiếp theo, ở phần thân bài, trong phần thân bài thì chúng ta bắt đầu đi tả những đặc điểm nổi bật về ngoại hình. Chúng ta sẽ đi tả những cái đặc điểm nổi bật về ngoại hình này, tả những đặc điểm nổi bật về hoạt động và tính cách của người bạn của mình. Và phần cuối sẽ là phần kết bài, thì chúng ta sẽ đi nêu tình cảm của mình dành cho người bạn thân. Cô lấy ví dụ, ở trong phần thân bài thì chúng ta sẽ tả đặc điểm ngoại hình của bạn. Ví dụ như về dáng người của bạn thì nhỏ nhắn, ưa nhìn này. Mái tóc thì thắt bím đuôi sam, hai bên gọn gàng, nhìn rất là xinh xắn. Khuôn mặt bạn thì bầu bĩnh và khi cười thì bạn để lộ hàm răng trắng tinh và má lúm đồng tiền, nhìn rất là xinh dáng. Thì đấy là những cái đặc điểm về ngoại hình. Tiếp theo, đặc điểm về hoạt động tính cách. Thì bạn là một người rất tốt bụng, dễ mến và hay giúp đỡ bạn bè, là người học rất là giỏi tiếng Anh và bạn có giọng hát ngọt ngào, thánh thót giống như chim họa mi. Bạn rất là năng nổ trong các hoạt động văn nghệ của trường, của lớp. Như vậy ở trong phần thân bài thì cô đã gợi ý chúng ta những câu văn nói về đặc điểm ngoại hình, hoạt động tính cách của một người bạn. Vậy thì chúng ta hãy dựa vào những gợi ý này, rồi sau đó chúng ta sẽ phát triển thành những đoạn văn để miêu tả về ngoại hình, hoạt động tính cách của một người bạn thân của em. Và phần kết bài thì chúng ta sẽ nói từ 1 đến 2 câu thể hiện tình cảm của mình dành cho người bạn thân của mình. Và với gợi ý chi tiết này thì cô sẽ có một bài văn mẫu tả người bạn thân của mình như sau. Đầu tiên là phần mở bài. Phần mở bài là chúng ta sẽ đi giới thiệu người bạn thân mà em muốn tả. Thì chúng ta có hai cách mở bài. Một là chúng ta sẽ mở bài trực tiếp hoặc là mở bài gián tiếp. Khi mở bài trực tiếp thì chúng ta sẽ giới thiệu người bạn thân ngay ở câu đầu tiên của phần mở bài. Còn khi chúng ta mở bài gián tiếp là chúng ta sẽ nhắc đến những đối tượng, những sự vật, hiện tượng khác. Sau đó thì dẫn dắt người đọc, người nghe đến đối tượng mà chúng ta muốn nói đến là bạn thân của mình. Thì đấy là hai cách mở bài chúng ta có thể áp dụng. Vậy cô sẽ có mở bài như sau. Trong cuộc đời hẳn ai cũng có những người bạn thân của riêng mình. Em cũng có cô bạn vô cùng thân thiết, đó là Minh Nguyệt. Như vậy thì ở phần mở bài cô đã giới thiệu được người bạn thân mà cô muốn miêu tả, đây là bạn Minh Nguyệt. Tiếp theo sang đến phần thân bài. Sang đến phần thân bài thì chúng ta sẽ có hai đoạn văn. Đoạn văn thứ nhất là tả ngoại hình của bạn. Đoạn văn thứ hai là tả hoạt động tính cách. Đầu tiên là về ngoại hình. Em và Minh Nguyệt là bạn thân với nhau từ bé. Nhà chúng em ở sát nhau nên hàng ngày vẫn thường cùng nhau đi học và đợi nhau cùng về. Minh Nguyệt có dáng người nhỏ nhắn, rất ưa nhìn. Mái tóc bạn được thắt bím đuôi san, hai bên gọn gàng, xinh xắn. Khuôn mặt Minh Nguyệt bầu bĩnh, khi cười để lộ hàm răng trắng tinh. Bạn có má lún đồng tiền, rất duyên dáng. Thì đấy là đoạn văn miêu tả ngoại hình của bạn Minh Nguyệt. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang đoạn văn miêu tả hoạt động tính cách của bạn. Minh Nguyệt rất tốt bụng, dễ mến, lại hay giúp đỡ bạn bè nên ai cũng yêu quý bạn. Bạn ấy là người học giỏi tiếng Anh nhất lớp em. Khi có bài khó hoặc có từ mới nào em chưa biết đọc, Minh Nguyệt đều hướng dẫn em rất nhiệt tình. Điều làm em ấn tượng nhất ở bạn là giọng hát ngọt ngào và thánh thót như họa mi. Mỗi khi nghĩ đến Minh Nguyệt, em lại liên tưởng đến những nàng công chúa trong truyện cổ tích, vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành, lại hát hay, múa dẻo. Minh Nguyệt cũng rất năng nổ tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, của lớp. Ngoài giờ học, chúng em thường nói chuyện, chia sẻ với nhau những điều thú vị xung quanh cuộc sống hàng ngày. Thì đây chính là đoạn văn miêu tả hoạt động và tính cách của người bạn thân của mình. Phần cuối cùng sẽ là phần kết bài. Chúng ta sẽ viết từ 1 đến 2 câu nêu tình cảm của mình dành cho người bạn thân. Em cảm thấy mình thật may mắn khi có một người bạn tốt như Minh Nguyệt. Em rất yêu quý và tự hào về bạn. Mong rằng chúng em sẽ chơi với nhau thật lâu. Thì đây chính là một bài văn tả người bạn thân được viết dựa vào những phần gợi ý chi tiết mà cô vừa hướng dẫn các em. Vậy thì để hoàn thành đề tập làm văn này thì các em có thể dựa vào phần gợi ý chi tiết cũng như là phần bài văn mẫu trong đáp án để chúng ta tự viết cho mình một bài văn tả về người bạn thân của mình. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong đề kiểm tra giữa kỳ số 2 rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Ở video lần sau, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa đề kiểm tra giữa kỳ số 3. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.